đựng bã, cốc đựng nước, khoang ép, thân máy, khoang tiếp nguyên liệu, màng lọc nước ép, màng lọc làm kem, màng lọc sinh tố, khung đỡ lưới lọc, củ ép, thanh nhồi nguyên liệu, lưới lọc, dụng cụ vệ sinh. Một chiếc máy với rất nhiều phụ kiện hỗ trợ như thế này thì chắc chắn là sẽ giúp ích chúng ta rất nhiều trong căn bếp của mình đấy ạ. Bởi vì một mình em nó thôi thì đã có thể cân cả làm nước ép này, làm sinh tố cũng như là làm kem nữa. Sẵn tiện chiếc máy đây thì chúng ta hãy cùng làm thử một ly nước ép xem là hương vị của nước ép đến từ chiếc máy SG189 này thì có gì khác biệt không nhá. Thế nhưng trước tiên thì chúng ta phải lắp đặt chiếc máy này đã. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho lưới lọc vào phần khung như thế này. Sau đó thì sẽ lắp trục xoáy. Tiếp theo là sẽ cho vào khoang ép. Và có một điểm đáng lưu ý là các bạn phải lắp sao cho hai nút mũi tên này phải khớp với nhau nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt vào phần thân máy. Đó. Bây giờ thì chỉ cần lắp ống tiếp nguyên liệu nữa là xong. Và các bạn nhớ là phải lắp đúng khớp nối nhé. Chúng ta sẽ lắp theo đường mũi tên này để sao cho khớp nhất nhé. Như vậy là đã hoàn thành. Với chiếc máy ép chậm Olivo SG189 này thì Hải Vân sẽ làm thử một ly nước rau má vô cùng thanh mát. Chiếc máy này có công suất khá lớn, có thể sử dụng liên tục trong vòng 60 phút, ép kiệt đến 98% và sử dụng công nghệ bảo vệ enzyme, thế nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về dưỡng chất trong ly nước ép này. Hương vị quả thật là rất khác biệt so với những loại máy ép thông thường khác và Hải Vân tin chắc rằng SG189 chính là một sản phẩm mà các bạn rất đáng để trải nghiệm. Phải nói là ly nước trái cây, rau củ sẽ ngon hơn rất rất nhiều với công nghệ ép hiện đại của Olivo SG189. Các bạn hãy dinh ngay em nó về và tự mình trải nghiệm hương vị thơm ngon của những món nước ép nhé. Cách thức thì rất đơn giản thôi bằng cách nhấn vào link đi kèm với video. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.